Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản của NVIDIA, một cái hãng sản xuất cả màn hình lớn nhất thế giới đến thời điểm này. Để có những cái tài khoản của NVIDIA thì các bạn sẽ thoải mái tải những cái ứng dụng hỗ trợ cho card đồ họa mà phải có bắt buộc phải có cái tài khoản thì mới tải được. Và bây giờ để bắt đầu tiến hành cái đăng ký cái tạo một tài khoản mới của cái NVIDIA thì các bạn làm như sau. Bạn nhấp chuột vào cái biểu tượng cái logo của hình đầu người ở đây. Ở đây tôi để tiếng Việt thì cho ngôn ngữ trực quan dễ sử dụng thao tác. Nó hiện ra cái giao diện này thì khi các bạn chưa có một cái tài khoản của NVIDIA thì các bạn sẽ tích vào cái mục tạo tài khoản ở đây. Và một địa chỉ email thì các bạn điền địa chỉ email chưa đăng nhập vào một cái tài khoản NVIDIA. Và để kích hoạt xong cái các bước đăng ký thì các bạn sẽ kích hoạt vào cái tự động đăng nhập cho tôi trên thiết bị này. Mình sẽ để tất cả các cái dấu tích vào ở cái mục này. Ok, khi mà các bạn kích hoạt thiết lập xong một cái tài khoản của NVIDIA thì nó sẽ gửi về Gmail của các bạn. Và các bạn sẽ mở Gmail lên và kích hoạt vào cái đường link mà nó gửi cho cái Gmail của các bạn. Ở đây khi mà các bạn mở mục hòm thư mail của các bạn mà NVIDIA đã gửi về thì có cái mục tích ở đây thì các bạn sẽ ấn vào kích hoạt cái email của các bạn để nó cập nhật cái đường link của NVIDIA gửi đến, coi như là mã kích hoạt đã thành công. Ok, như vậy là cái email xác thực đã thành công. Như vậy là các bạn đã hoàn thành cái bước mà đăng ký cái tài khoản của NVIDIA. Và ở cái mục hoàn tất thiết lập hồ sơ NVIDIA thì các bạn sẽ phải trả lời vào một số cái câu hỏi. Và cái mục cài đặt trò chơi giải trí ở đây thì các bạn sẽ tích vào cái mục cài đặt đề xuất. Và tôi sẽ kích vào cả cái cài đặt kỹ thuật. Và tôi sẽ tích vào cả ở đây. Và các bạn sẽ tích vào cái mục gửi đi. Ok, như vậy là tôi đã kích hoạt thành công cái tài khoản mới của cái NVIDIA này. Khi mà các bước đăng ký đã thành công thì các bạn sẽ cập nhật vào cái tài khoản mới của các bạn và để đăng nhập. Ok, như vậy là cái phần chia sẻ cái cách tạo tài khoản của cái hãng công nghệ cả màn hình đồ họa lớn nhất thế giới là cái tài khoản NVIDIA đã kết thúc. Thì một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.